An Giang sẽ mời quản nhà đi tham quan cái dự án Sky 89 của chủ đầu tư An Giang mọi người nhé. Hello mọi người, thì hiện tại chúng ta đang ở căn góc 3 phòng ngủ, hay còn gọi là căn tổng thống của dự án Sky 89 mọi người nhé. Tầng số 10, tầng số 2. Thì từ ngoài cửa bước vào á, chủ đầu tư họ bố trí một cái chuông cửa đây nè. Đó. Thì bước vào trong thì chủ đầu tư họ bàn giao cho mình một cái cửa Galaxy lõi thép chống cháy, tích hợp cho mình khóa gieo ha. Khóa gieo này đến từ Mỹ nè. Rồi bên tay phải của chúng ta là của gieo á, là sẽ có một cái hộp tủ điện nguồn. Ở đây thì bố trí cho mình một cái không gian trống để mình có thể làm những cái ngăn chứa giày dép. Đây là không gian phòng khách của căn hộ của chúng ta nè mọi người. Đẹp không ạ? Cực kỳ là thoáng luôn ha. Căn này là hai view nha mọi người. Một cái view về sông nè. Không gian này là mọi người có thể mời được 30 người, giải một cái đèn lớn ở đây ha. Thì cái đây là khu vực bếp, thì những chị em chúng ta rất là thích ha. Bếp thì cũng giống như Rivaroma, chủ đầu tư họ bàn giao cho mình một hệ thống bếp đến từ hai thương hiệu chính. Thương hiệu thứ nhất là Hachlo của Đức, và thương hiệu thứ hai đó là cửa gỗ Cát Ta của Anh Cường. Và cửa gỗ Cát Ta này như Giang chia sẻ ở những video khác, mọi người cũng thấy đây là cửa chống va đập ha, mọi người đóng mạnh, nó cũng không gây va đập và gây kẹt tay đó. Còn đây là bếp 3 vùng nấu đến từ thương hiệu Hachlo, và máy hút mùi đến từ thương hiệu Hachlo. Và cái bồn của chúng ta gồm hai chậu rửa nè, đến từ thương hiệu Hachlo luôn nha mọi người nhé. Rồi, và kế bên không gian nè, bên tay phải từ ngoài bước vào đây là cái phòng master. Rồi Giang xin mời anh chị di chuyển vào cái phòng master của chúng ta ha. Không gian phòng master cực kỳ là thoáng luôn, và view trực diện ra phía sông Sài Gòn luôn mọi người nhé. Đó, thì cái cửa này là cửa cách âm của thương hiệu Eurovindo ha. Là khi mọi người mở ra thì mọi người sẽ nghe được những cái tiếng động ở bên ngoài, mọi người nghe rõ đây ạ. Đó. Còn khi mình đóng lại là mình không nghe bất kỳ một cái tiếng gì nha mọi người. Giang để cái mic ở đây mà không nghe cái tiếng gì ở bên ngoài hết, phải không ạ? Đó. Và cái cửa này là cửa nó làm cửa hai bên, nó tạo cái phần đối lưu gió mọi người. Mọi người mở ra, cái đối lưu gió này nó sẽ giúp cho cái phòng mình cực kỳ là mát luôn, lúc nào cũng thoáng mát luôn nha mọi người. Khu vực này á, thì căn nhà mẫu của chúng ta là họ sẽ bố trí cái sofa nằm ở khu vực này nè. Mọi người đặt cái sofa ở đây luôn, mọi người có thể ngồi nằm thoải mái, mọi người nhìn view bên ngoài luôn. Và cái đặc biệt trong không gian phòng master này là chủ đầu tư họ lắp cho mình một cái hệ thống nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh cũng đến từ thương hiệu Hachlo của Đức nha mọi người. Đó. Đó, thì cái không gian và cái tủ đây là tủ âm luôn nè, 2 trong 1 ha, vừa là hệ thống tủ vừa là hệ thống gương soi nha mọi người. Và ở đây chủ đầu tư họ cũng lắp đặt cho mình một cái ổ cắm để mình cắm máy sấy nè, và các thiết bị điện tử ở đây luôn ha. Rồi thì về nói chung chủ đầu tư An Gia họ bàn giao những cái nội thất dính tường rất là cao cấp. Rồi mình sẽ ra cái phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 mọi người, số 1 master nãy với số 2 nãy Giang quên nói. Mọi người nhìn vô cái phần gỗ dưới nè. Chủ đầu tư trong các phòng ngủ đều ốp gỗ cho mọi người hết. Thì đi vô phòng gỗ thì ấm chân, nó sẽ không có lạnh chân nha. Tại vì khu vực của mình rất là nhiều gió nên nó thường sẽ hay gây lạnh. Thì chính vì vậy chủ đầu tư An Gia lắp sàn gỗ để mà cho cái chân mình giữ ấm cái chân, lòng bàn chân của mình. Tại vì những cái huyệt đạo chính của cơ thể nó giúp cho sức khỏe mình tăng cường ở dưới lòng bàn chân hết luôn. Đó. Và cái căn này cũng là view gốc luôn, mọi người nhìn đẹp không ạ? Đó, view này view về Phú Mỹ Hưng nè. Còn view này view về sông ha. Đó. Rồi Giang xin mời mọi người di chuyển ra cái căn phòng ngủ số 3. Thì mọi người sẽ thấy phòng ngủ số 3 như thế nào. Phòng ngủ số 3 cũng cực kỳ là thoáng luôn, và có một cái view cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người. Đó, view nhà về cầu Phú Mỹ nè. Đó, mọi người nhìn xa xa đó là tòa tháp Landmark 81 ha mọi người. Thấy không ạ? Landmark 81. Hãy liên hệ với Giang ngay để mình sở hữu một cái căn hộ chuẩn tổng thống này. Rồi đây là Giang chia sẻ nhỏ nữa, đây là cái khu vực lô gia. Mình có thể phơi đồ và lắp đặt máy lạnh ở đây luôn. Không gian này cực kỳ là thoáng, nhiều gió nè mọi người thấy không? Giang đứng đây gió hù hụ luôn á, cực kỳ là mát luôn nha mọi người. Đó, thì phơi đồ mình lắp cái dàn phơi ở đây ngay chỗ cái lam nè. Nó sẽ che đi cái phần gọi là mất thẩm mỹ. Thì nó sẽ tạo cho căn hộ của mình từ bên ngoài nhìn vào thẩm mỹ cực kỳ luôn ha. Rồi,
ai muốn sở hữu ngay một căn hộ chuẩn tổng thống của chung cư Sky 89, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ chọn cho anh chị khách hàng một căn đẹp nhất tại chung cư chúng ta luôn, sở hữu những tiện ích từ tầng hầm đến tầng thượng luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ Giang xin kết thúc cái video của căn chuẩn tổng thống của chúng ta ở đây. Xin chào mọi người. Bye, hẹn gặp lại tại Sky 89.